Dù không phải là Phật tử nhưng ai trên căn bản sống đời hàng ngày ai cũng biết là tham sân si. Dù họ không biết cái đó là cái gì, họ không biết danh từ của nó gọi chung là tam độc. Tam độc là tham sân si, là ba chất độc, the three poisons. Nhưng mà căn bản thì ai cũng biết là sân si giận tức là một tâm hành không có thiện, và nó là một hạt giống có sẵn trong tâm thức của chúng ta. Và tu tập là để chúng ta đừng có tưới nó, chứ không phải mình không có nha. Có nhiều vị nói là tôi không có giận. Không có. Có giận nhưng mà tại vì mình tu giỏi cho nên nó không có lên. Thì từ từ mình học kinh Pháp Cú thì cũng sẽ nói tới những cái chuyện đó. Nhưng mà thật sự trong các kinh điển thì học Phật thì học tới học lui cũng như đó thôi. Tại vì ngày nào con người còn tham sân si là ngày đó mình còn khổ. Còn ngày nào mình giảm được tham sân si là mình bớt khổ. Cho nên các vị mà chứng quả đó, các vị mà chứng quả tu trong tứ quả đó, các vị thường nghe tu Đà Hoàng, tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Các vị nào mà làm mỏng đi chứ chưa dứt nha, chỉ cần mỏng đi tham sân thôi. Mới đầu là họ bỏ được thân kiến nè. Họ bỏ được cái tham nè, họ bỏ được cái hoài nghi, bỏ được ba cái đó thôi là họ chứng được sơ quả tu Đà Hoàng. Và đến từ từ rồi làm mỏng đi cái tham cái sân là tự động chứng được những quả khác. Cho đến khi nào mà phiền não lặng không còn khởi thì chứng A-la-hán. Các vị hay nghe nói A-la-hán. Và A-la-hán là một cái quả vị mà các vị đã tu chứng. Hôm nay mình học kinh Pháp Cú câu thứ 31 trong phẩm Không Buông Lung. Đây là câu thứ 31. Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sự lớn nhỏ. Đó là thi kệ. Còn câu văn trường hàng là: tỳ kheo nào thường ưa không buông lung, hoặc sợ phải thấy sự buông lung, ta ví họ như ngọn lửa hồng, đốt thiêu tất cả kiết sự từ lớn chí nhỏ. Thường thường trong kinh á, Phật hay gọi các thầy tỳ kheo. Bởi vì trong tất cả chúng đệ tử đó, đạo Phật có bảy chúng. Tất cả đệ tử Phật có bảy chúng tất cả. Mà chúng mà lớn nhất, mà gọi là thù thắng nhất là chúng tỳ kheo. Nói như bây giờ là các thầy, hay là chúng tỳ kheo ni, là các sư cô. Là các vị đó là người tu tập và đã thọ tới giới tỳ kheo để mà tu tập cũng như là thay Phật truyền bá Phật pháp. Tỳ kheo, tỳ kheo ni là hai chúng lớn. Rồi dưới đó là có thức xoa, tức là giới của các sư cô mà sắp sửa được làm tỳ kheo ni. Rồi dưới nữa là tỳ sa di, sa di ni, tức là các vị mới tu bên nam và mới tu bên nữ. Rồi hai chúng còn lại là cư sĩ nam, cư sĩ nữ, cũng giống như bây giờ quý vị Phật tử nam, Phật tử nữ vậy đó. Nhưng mà mình thường cái chữ Phật tử là danh từ chung. Ngay cả các thầy cũng là Phật tử chứ không phải là không Phật tử. Nhưng mà thường mình hay gọi là quý thầy rồi Phật tử để phân biệt, là giống như các vị cư sĩ. Chứ còn đúng ra là các vị cư sĩ là những người còn ở nhà, chứ còn tất cả chúng ta đều là Phật tử hết. Đều là Phật tử, mà thậm chí tất cả chúng ta đều là tu sĩ hết. Tu sĩ là gì? Là người tu tập. Không dành riêng cho người đi xuất gia. Các vị mà đi xuất gia thì gọi là các vị xuất gia. Còn nói chung là chúng ta đều là những người tu sĩ hết. Người tu hết, người tu sửa hết. Thì cái câu này Đức Phật nói là do một thầy tỳ kheo. Một hôm thầy đi vào rừng để mà thầy hành thiền. Nhưng mà thầy tu không có thành công. Thì trên đường đi về, thầy đi ngang một cái đám rừng bị cháy. Thì thầy mới thấy là ngọn lửa nó thiêu rụi. Tự nhiên thầy bừng tỉnh và thầy nói rằng: tại sao mình không có đưa cái sự tinh tấn của mình, cái sự thiền định của mình, cái sự siêng năng cần mẫn của mình, nó lên giống như một ngọn lửa, nó có thể thiêu rụi tất cả. Thì ở đây Ngài thấy một đám lửa cháy mà Ngài tỉnh ra rằng
người tu chúng ta cũng phải có ngọn lửa. Lửa đó là gì? Lửa thiền định, lửa kiên cố. Lửa thì có thể cháy hết tất cả, thành quách rừng gì lửa cũng có thể cháy rụi hết. Người tu cũng vậy, nếu chúng ta có siêng năng, có cần mẫn thì chúng ta sẽ thiêu rụi được phiền não kiết sử từ lớn chí nhỏ. Thì Đức Phật gặp thầy tỳ kheo đó và biết được sự việc như vậy, cho nên Phật nói câu kệ như là xác định, cũng như là tán thán, cũng như là kết luận lại cái sự tu tập. Thì Đức Phật dạy vui thích không phóng dật. Thường thường con người mình nó có hai cái. Một á, là tinh cần. Tinh cần là siêng năng. Hai là phóng dật, là buông lung, là dễ vui. Ví dụ như tới sáng ngủ dậy á, phải dậy sớm chuẩn bị để đi làm. Thì nếu mà mình dậy mà đúng giờ á, là mình sẽ không bị trễ nải gì hết, không lật đật, mọi thứ nó đều đi theo cái ngăn nắp hết. Cái bữa đó lười biếng quá, ngủ nướng chút, cái một là trễ làm, hai là thậm chí trễ nhiều nữa. Mà trễ làm một chút thì mình phải làm gì? Phải thức dậy, rồi bắt lật đật, phải bắt đầu mọi thứ khác nó hấp tấp theo. Và hai cái trạng thái phóng dật và tinh cần. Con người mình nói đơn giản là siêng năng và dễ vui, buông lung. Thì hãy người nào mà tinh cần thì người đó có được sự thành tựu. Mà người nào phóng dật buông lung thì người đó bị trễ nải, bị đình trệ và thậm chí bị thất bại. Cho nên một người xuất gia mà thất bại thì thầy này thấy ngồi thiền thì làm sao mình thiền trong một buổi một ngày. Mà bây giờ quý vị ngồi thiền ở nhà mỗi ngày đi, nhiều khi trong một thời ngồi thiền nó nửa tiếng thôi, vậy mà mình mất hết 15 phút là tâm mình nó lo ra, nó nghĩ tùng lum rồi đó. Nhưng mà không sao hết, đừng có sợ hãi chuyện đó. Thậm chí có vị ngồi tụng kinh mà tâm nghĩ lo ra thì cứ sợ tội. Tội gì đâu, không có tội gì hết. Mà phải nói là Phật biết được đó là cái trạng thái bình thường của tất cả chúng ta. Vì cái tâm ý chúng ta khó tập trung, cho nên Phật mới đề ra những cái phương pháp để giúp cho mình tập trung, như là ngồi thiền, như là tụng kinh. Ví dụ như nãy quý vị tập ngồi thiền đó, Thầy Đức Tạng thầy hướng dẫn là thở vào tôi biết tôi đang thở vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra. Tức là mình focus vô, mình chú ý vô cái hơi thở. Thì khi cái tâm mình nó chú ý vô hơi thở thì không còn chú ý chuyện khác. Đó là cái cách thôi. Thật ra biểu là nếu mà ai đó mà nói là ngồi thiền để cái đầu mình trống rỗng là không có đúng. Ngồi thiền không phải để cái đầu mình trống rỗng, là nếu mình mà trống rỗng không có gì hết thì mình đâu phải là người còn sống. Cho nên cái tâm mình lúc nào cũng phải có chuyện để suy nghĩ. Nhưng mà mình có một cái tật là suy nghĩ quá nhiều thứ, phải nói là lung tung. Cho nên bây giờ tập bỏ bớt suy nghĩ một việc thôi. Bây giờ trong khi ngồi tĩnh là suy nghĩ việc gì? Hơi thở. Biết mình đang thở. Có nhiều khi mình sống cả ngày mà chưa hề biết mình thở, mặc dù hơi thở vẫn đang duy trì trong ta, vô ra một cách đều đặn, nhưng chúng ta không hề biết mình thở. Cho nên bước đầu của thiền tập là gì? Trở về với hơi thở. Khi nào quý vị giận tức ai, sắp sửa muốn phát ra một lời nói, mình biết là sắp sửa rồi đó, mình sắp sửa nổ rồi đó, thì nên đi tìm một chỗ nào đó ngồi lặng xuống để thở. Trở về với hơi thở của mình thì tự nhiên nó làm cho cái cơn giận mình lắng xuống. Và một chút xíu sau á, mình hết giận rồi mình mới nói chuyện. Tại vì người không có giận thì nói lời cái sự việc nó sẽ giải quyết tốt hơn. Còn người giận tức thì không thể nào nói và giải quyết được việc. Cho nên ở đây hai câu đầu: vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật. Người tu là sợ nhất là gì? Người tu sợ nhất là tâm buông lung, tâm dễ vui, tâm không có chú tâm. Mà cái người nào mà Pháp Hòa ví dụ như hôm nào á, mà mình hơi ham chơi chút, tự nhiên ngày đó chiều về mình thấy công việc nó dồn lại rồi, ngày tự nhiên mình thấy một ngày này nó lãng phí,
Mà ngày nào mình sử dụng ngày đó đúng mức á, tự nhiên tối về mình vui là tại vì những công việc mình đã dạng giải quyết. Còn bữa nào mà hao vui chút, la cà chút, cái tự nhiên công việc nó bị trễ lại. Ở đây mà ai mà thí dụ như mình tụng kinh ha, mỗi ngày mình tụng kinh, mỗi ngày mình nghe pháp. Nếu như mà mình nghe pháp, mình tụng kinh á, mà bữa nào mình không nghe pháp, mình không tụng kinh á, mà mình cảm thấy nhớ, mà mình cảm thấy ngày đó mình thiếu gì đó, là mình biết là người đó tốt rồi đó. Tức là ghiền rồi đó, ghiền tốt. Tức là gì? Mình có tật cái tập khí tốt. Còn có những người ngược lại, thí dụ như ăn cơm xong mà không hút điếu thuốc là chịu không nổi, là cũng là một loại ghiền, nhưng mà ghiền này ghiền không tốt. Còn ví dụ mình bữa nào mình tu tập, mình thấy mình biết rằng ngày hôm nay mình chưa có đầy đủ, mình thiếu một thời kinh, hay mình không có ngồi thiền, tự nhiên mình cảm thấy thiếu thốn. Cho nên tỳ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng. Thầy này thầy nhìn cái đống lửa thì thầy thấy lửa nó cháy rụi, thì thầy nói là tại sao mình không có tu tập như thế nào để mình giống như là một ngọn lửa thiêu rụi tất cả cái gì? Thiêu rụi tất cả những cái kiết sử. Ở trong nhà Phật á, có dùng những cái từ ngữ để biểu tượng cho phiền não. Một á, chúng ta thường gọi là kiết, chữ kiết này là kết, là cột. Chữ sử là nó sai mình. Kiết sử là cái gì nó cột mình mà nó sai khiến mình, gọi là kiết sử. Còn một cái từ khác nữa gọi là hệ phược. Chữ hệ là cột, chữ phược là trói. Hệ phược tức là mình cột, mình trói mình. Phóng vào ví dụ. Ví dụ như mình gặp một cái việc gì đó không dính líu gì tới mình mà tự nhiên mình bực bội, mình khó chịu, mình hệ rồi đó. Hệ là mình cột rồi đó. Rồi xong rồi mình trói mình, hay là mình nói cách khác là mình kết xong rồi mình nó xử mình. Chuyện của người ta, nhưng mà không mắc mớ gì, cái tự nhiên mình lại mình khiêu người thứ hai, mình nói kìa kìa coi kìa, coi nhỏ đó thấy ghét không. Mà mặc dù có dính dáng gì tới mình đâu, nhưng mà cái tật của mình đó là gặp cái gì không ưa là mình phải kết một cái. Kết tức là mình cột nó lại. Và sau cái cột mình làm gì? Nó sai khiến mình. Cho nên cái gì mà nó sai, nó cột mình lại, nó sai xử mình không còn tự chủ được nữa. Cho nên cái người giận tức không có tự chủ được, bị cái giận tức nó sai xử, phải nói, phải hành động. Cho nên chính lời nói và hành động nó sao cái sau khi mà mày mà hết giận rồi biết nói là sao? Thôi tha lỗi cho tôi đi, tôi nói khùng nó điên, hơi đâu quan tâm. Biết nói khùng nó điên mà cứ điên khùng hoài ai chịu nổi. Nhưng mà cái lúc mà xong chuyện rồi thì cứ lấy khùng lấy điên ra để bào chữa cho mình. Có chi nói cho ai dựa tôi lúc đó, không phải tôi. Cho nên đó, còn tiếng Hán Việt á, người ta gọi là chữ gì? Thằng thúc. Nó có một chữ nữa là thằng thúc đó. Thằng là một sợi dây. Sợi dây nó cột mình xong rồi nó thúc giục, nó lôi kéo mình. Đó là những từ mà chúng ta thường nghe. Thằng thúc, hệ phược, kiết sự. Nó tie mình up and nó control mình. Cho nên gọi là hệ phược. Mà quý vị để ý coi. Pháp Hòa ví dụ như á, có những cái gì mình thích nhưng mà mình mua không được nó, trời ơi, nhỏ nhắc tới nó là mình nhớ. Cho nên cái thương cũng là một loại hệ phượng. Mà tất cả những cái gì mà làm cho tâm ý mình không còn ở trong cái trạng thái bình thường, nó đều gọi là phiền não hết. Chứ phiền não không có nghĩa là giận tức nha. Cái gì mà nó làm cho cái tâm ý mình không còn bình an như thuở nào nữa, đều là trạng thái của phiền não hết. Ví dụ như mình ăn cơm mà thiếu một miếng nước tương cho mình chấm, mà mình ngồi mình cứ phiền não hoài đó, cái đó là phiền não rồi đó. Chén nước tương lẽ ra nó không có là gì hết á, mình cũng đã từng ăn hàng chục chai nước tương, hàng trăm chai nước tương rồi, mà tại sao bữa nay chỉ thiếu một chút đó thôi cũng không vui nữa. Thì cái đó gọi là phiền não. Cho nên giây phút nào mình không còn bình an như thường lệ nữa, thì giây phút đó dù là nó đều là phiền não, nhưng mà phiền não êm ái, tức là mình nhớ ai đó, mình thương ai đó, cái đó là phiền não êm ái. Còn có những cái mình bực tức, mình không thích, cái đó là phiền não không êm ái, chứ nó đều là phiền não hết. Vậy thì một vị tỳ kheo bước tới như lửa hừng thiêu đốt kiết sử lớn nhỏ. Thưa đại chúng, trong Phật Pháp á, thì Đức Phật có nêu ra 10 loại kiết sử, 10 loại phiền não mà đi từ
từ lớn cho tới nhỏ. Thế nào gọi là chữ lớn này là tại mình dịch thôi, chứ nếu nói đúng ra là nó là thuộc về năm phiền não phần trên. Vì lý do là phần trên là bởi vì nó thô, nó thô mà hễ lộ ra là người ta thấy. Mà nếu mình giảm được nó người ta nhận ra. Ví dụ như là tham, người nào tham thế nào cũng lộ à. Ví dụ như mình đi ngang cái đồ gì đó mà người ta cho cái mình hốt, hay là thậm chí cái gì mà ngon mình thích cái mình lấy nhiều, mặc dù mình không nói gì, chẳng ai nói, ta nhìn ta biết trời ông nó coi gì mà tham ghê nha, đi trước mà đồ ăn ngon lấy hết trơn. Ví dụ vậy đó. Cho nên thứ nhất là tham, thứ hai là thân kiến. Thân kiến là gì? Thân kiến nghĩa là cái thấy sai về cái thân thể này. Thí dụ như cái thân này á, nó là bất tịnh. Bất tịnh có hai trường hợp: một là dơ, hai là không thường, không thường tồn. Thí dụ như thật ra nghĩa bất tịnh của thân cũng đúng nữa. Cái thân mình nó dơ từ ngoài vô tới trong, nhưng mà tại dở ngoài thì mình rửa được, cho nên mình lấy xà bông, mình lấy dầu thơm, mình tẩm lên được. Mặc dù nó hôi vậy đó, mà có miếng dầu thơm lên là ai đi ngang cũng thích à. Cho nên cái thân này là bất tịnh, ở trường hợp dơ cũng được. Mà nếu mà bên trong lớp da mỏng thôi thì thật sự hoàn toàn là dơ. Rồi, thứ hai là mình, nhưng mà mình có cái sai, mình có cái nhìn sai về thân. Thân này là bất tịnh thì cho nó là tịnh. Thân này là vô thường thì mình cho nó là thường. Nếu mà nó là, mình biết nó là thường, mình biết nó là vô thường thì mình đâu có tranh đấu. Mình sẽ bớt biết nhường nhịn một chút. Mình biết rằng cái thân này nó nay đau mai bệnh, cho nên thì chúng ta vẫn phải uống thuốc, vẫn phải chăm sóc, nhưng không có lưu luyến, không có dính mắc, không có luyến tiếc nó. Là vì sự thật nó phải thay đổi. Cho nên chữ bất tịnh còn có nghĩa là gì? Biến đổi luôn luôn. Đó, năm rồi tóc bạc ít, năm nay tóc bạc nhiều. Trước khi Covid ít nhăn, sau Covid ít tiền, nhăn nhiều. Cho nên bây giờ hôm qua quý thầy ngồi, mấy vị ngồi nói chuyện chọc chơi, nói sau cái dịch này là ai cũng bệnh viêm màng túi. Thay vì mình viêm màng não, viêm bao tử, bây giờ viêm màng túi. Mình luôn luôn, con người chúng ta sống với chúng ta có cái nhìn gọi là kiến. Nhưng mà hễ chúng ta thấy đúng một sự việc gì gọi là chánh kiến. Chúng ta nhìn lệch lạc một việc gì đó gọi là tà kiến, biên kiến. Mà kiến nói về cái thấy, Đức Phật dạy có 5 loại thấy. Thấy sai về cái thân này thì gọi là thân kiến. Mà nghe có một bên nè, thấy có một bên gọi là biên kiến. Có nhiều khi cũng một sự việc đó mà hai người tới nói là hai câu chuyện khác nhau. Mà nhiều khi mình bị hớ lắm nha. Hai vợ chồng giận nhau, cái bài vợ lên trước. Và vợ lên trước bà tâu hết trơn, cái mình nghe cái mình cũng nổi nóng. Mình binh vợ, mình nạt ông chồng. Tới hồi bữa nào ông chồng lên, ông nói lại cái nghe câu chuyện nó khác. Cho nên nhiều khi làm quan to mà không cẩn thận hay xử oan lắm. Biên kiến, tham. Thứ ba là gì? Hoài nghi. Con người mình là có cái nghi lớn à, nghi các bậc thánh, nghi mình, thậm chí người thân mình sống chung mình cũng nghi nữa đó à, người thân của mình cũng nghi. Cho nên mình sống với nhau mà mình còn nghi ngờ thì cũng khó hạnh phúc lắm. Rồi, thân kiến, hoài nghi, tham dục, sân hận. Hồi nãy trong cái bài nói tiếng Anh sân hận. Cái thứ tư là gì? Thứ tư là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là mình dính mắc vào những cái giáo điều mà chúng ta học. Có những người người ta tu tập theo Phật, nhưng mà người ta cũng bị dính mắc cái chuyện này lắm. Pháp Hòa ví dụ như ăn hành, ăn tỏi, nó chỉ là rau cỏ thôi, nó cũng là rau củ chứ không có gì hết á. Nhưng mà một hôm nọ có một thầy đó, thầy ăn, thầy ngồi trong buổi thuyết pháp mà thầy ngồi gốc đó, thầy không quay vô chúng, thầy ngồi
Thì Phật mới nhìn xuống, Phật thấy thầy đó ngồi xa, Phật mới hỏi ủa sao bữa nay thầy đó ra đó ngồi. Thì các thầy tỳ kheo nói dạ tại thầy đó trong người có ôm theo ông gói tỏi, ông vừa ăn vừa nghe pháp nhai tỏi hôi quá chúng chịu không nổi cho nên thấy ra ngoài. Thì Phật mới nói là các thầy mai mốt đừng có ăn những cái chất hôi nồng đó đi vào trong chúng. Tại vì cái mùi đó tuy rằng tỏi nó có chất vị thuốc, nhưng mà bên cạnh đó nó cũng làm cho mình hôi mồ hôi, hôi người, hôi miệng, cái hơi thở mình nó cũng hôi. Mà ở trong chúng thì mình nên tôn trọng và mình nên giảm cái đó tốt nhất. Và cái thứ hai nữa đó là mình có ăn đi nữa đó, mà trước khi sinh hoạt với chúng đó, là mình phải chuẩn bị súc miệng, đánh răng hay là tắm rửa như thế nào để đừng có làm cho người khác khó chịu. Cho nên trong giới luật nói là không có cố ý, cố tình đi tìm kiếm ăn. Còn ví dụ như trường hợp mình đi mua một cái bánh pizza chay, dù là cheese pizza nhưng mà cái sauce nó cũng có tỏi. Cái là thế là người ta cầm miếng bánh xà nó ta ăn là bắt đầu mình lên án vô cùng. Mình nói là ông thầy này là hay là vị này là phạm giới thế này thế kia. Thật sự mấy cái đó đó mình phải du di mà mình phải nhẹ nhàng thì người ta mới hiểu được cái cách giữ giới của Đạo Phật. Giới là gì? Là để ngăn ngừa. Để ngăn ngừa mà cái có những cái nó đâu phải là giết người, nó đâu phải là trộm cắp, phải không? Mà hơn nữa cái đó chỉ là một cái phần là gì? Để bảo hộ, để tôn trọng lẫn nhau. Ví dụ như bây giờ mình mọi người đã mình trước khi mình đi đâu á, luôn luôn là mình phải chuẩn bị cho mình được cái sự sạch sẽ từ hơi thở của mình cho đến cái thân thể của mình. Cái đó là để biểu tượng rằng khi đến đâu là mình biểu lộ rằng mình có tôn trọng người đó. Cho nên người ta nhìn mình đi tới đâu, cái cách ăn mặc của mình đó, nó nói lên được cái sự lịch lãm và cái sự tôn trọng người khác. Ví dụ như bây giờ mình đến một cái đám cưới, xin lỗi, mình mặc một cái áo thun tay ba lỗ rồi mặc cái quần đùi vô. Người ta nói ở xứ này tự do, muốn ăn gì ăn, muốn mặc gì mặc, tôi muốn mặc gì thì cũng không sao. Nhưng người ta nói lên anh không có tôn trọng chúng tôi, anh nghĩ là anh coi thường tôi, anh mới mặc đồ vậy. Còn mình đến quý trọng ai là tự nhiên tức khắc bộ đồ mình nó phải có cái khác. Thở đây cũng vậy. Cho nên giới cấm thủ có nghĩa là có những cái chúng ta đừng có mình dính vào cái giới rồi mình chấp chặt vào nó, rồi mình ai làm cái gì trật sai thì chúng ta đều lên án là người đó phạm giới thế này thế kia. Cho nên rồi rất là nhiều thứ. Ví dụ như mình tụng kinh, bây giờ tụng kinh á, mình bị dị ứng mùi nhang, mình không thắp nhang được không? Không sao hết, không có gì tội lỗi cả. Bởi vì khi chúng ta cúng Phật, chúng ta có tới 5 thứ để chúng ta cúng. Một là cúng đèn, hai là cúng hương, ba là cúng hoa, bốn là cúng quả, năm là cúng nhạc lễ. Thì bây giờ mình không có hương mà mình còn lại 4 thứ khác. Mình còn hoa, mình còn đèn, và mình đem cái lời kinh mình tụng đó là đồ đó, đó là nhạc lễ đó. Chứ đâu phải là phải có cây hương thì Phật mới chứng. Thì mình lúc nào mình cũng nghĩ như vậy. Cho nên rồi, hoặc là thậm chí tới cái chỗ đó mình phải du di mọi việc. Vì lúc đó, như hôm rồi đi một cái đám, thì tới cái nhà hoàng đó, người gia chủ mướn cái nhà hoàng, mà cái nhà hoàng đó ít khi nào họ service cho người Á Đông lắm. Cho nên trong nhà hoàng hoàn toàn không có một cái gì của người Á Đông mình có thể sử dụng. Mà đặc biệt là bên Phật giáo thì chúng ta có lưu hương, có đèn, tới đó không có cái gì hết. Mà trước khi đi là Pháp Hòa cũng đã nhắc, nhưng mà rốt cuộc rồi nói tới nói lui rồi cũng thiếu này thiếu kia. Giờ tới đó giờ làm sao? Bây giờ cần cái lưu hương mà, ngó tới ngó lui thì có một cái ly không. Thì Pháp Hòa mới lấy một trái cam và bỏ vô cái ly đó. Làm gì? Làm cái đồ cắm nhang. Bây giờ mình ở một cái hoàn cảnh là bây giờ mình không còn cách nào, bây giờ mình cần cái bát hương. Mình cần một cái bát hương thì mình phải kiếm một cách gì đó, miễn là mình có thể sử dụng cấm cái hương đó được. Vậy thì cái bát hương nó là cái gì? Nó chỉ là một phương tiện để cấm hương. Miễn cái gì mà dựng đứng được cây hương là được. Có nhiều vị lau bàn thờ mà không dám dời lưu hương,
sợ nhà xào xáo. Ủa, muốn dọn dẹp mà không dỡ lên lấy gì dọn? Mà xin lỗi, bây giờ cái lư hương đó dán keo đi, không có xê dịch gì được đi, vẫn xào xáo như thường. Tại mình không nhịn nhau thì đâu phải cái vấn đề giờ cái lư hương. Cái vấn đề là chúng ta không nhịn nhau chúng ta mới có chuyện chứ. Mà hiểu như vậy đó là một hình thức tà kiến hay là giới cấm thủ. Giờ cái lư hương là không tốt, là giới cấm, là tà kiến đó. Mà nhiều lắm. Nhiều khi mình thật sự, các vị không phải là các vị cố ý, nhưng mà tại vì mình không có hiểu, mình không có học Phật, mình không có hiểu hết, cho nên mình bị rất nhiều những cái tà kiến như thế nó xen vào trong sự tu tập của chúng ta. Chứ không phải là nói như vậy, không phải là như vậy là tất cả chúng ta đều là tội lỗi không. Nhiều khi mình trong một cái, mình thành kính quá, mình thành kính quá mà mình quên hiểu Phật. Cho nên mình kính Phật mà mình không hiểu Phật á, thì mình càng kính Phật cái kiểu như vậy đó, thì mình trở thành một người cuồng tín. Mà mình sẽ làm cho cái hình ảnh của mình nó bị xấu đi. Trời ơi, đạo Phật vậy đó hả? Đạo Phật mà cứng, đạo Phật mà cứng nhắc, đạo Phật mà là khó khăn, đạo Phật đủ thứ lễ nghi như vậy sao? Thời của Đức Phật còn sống không hề có cái vụ bàn thờ trước mặt bàn Phật. Chỉ có sau khi Đức Phật mất, chúng ta bày tỏ sự cung kính, chúng ta mới lập lên cái bàn thờ bằng cách để cái tượng Phật, rồi để hương, để hoa. Thế thôi. Đây, đây là quý vị đang để ly nước đây, quý vị cúng rồi chứ đây. Mấy chú cúng đây mà thiếu cây nhang thôi. Nhưng mà đem tới vẫn nói mời thầy uống nước, cũng giống như mình cúng Phật vậy, mời Phật ăn chè. Vậy thì chúng ta còn sống thì chúng ta đang cúng nhau đó. Chỉ có điều là không có cái đèn, không có cái nhang. Chứ birthday có cúng đèn không? Cúng cái bánh sinh nhật có để đèn lên cúng không? Có. Vậy thì còn sống cũng đang được cúng đèn, được cúng nhang rồi đó. Lâu lâu mua chai dầu thơm tặng là cúng hương chứ gì nữa. Cho nên mình phải hiểu Phật. Cho nên Pháp Hòa mới nói, mình học Phật, mình tin Phật mà mình không hiểu Phật, là càng tin mình sẽ trở thành một người cuồng tín, mà làm cho người khác nhìn một cái người Phật tử nó lệch lạc dữ lắm. Mà lẽ ra đạo Phật không hề là như vậy. Thì đó là năm cái hạ, năm cái thượng phần kiết sử. Người ta thường gọi là năm thượng phần kiết sử. Là vì sao? Là tại vì nó là năm cái mà người ta có thể trừ diệt nó được. Còn năm cái khác đó, nó vi tế lắm. Thậm chí cái người đó còn hay hết mình khó biết. Thí dụ như bên trong họ, họ ái luyến một cảnh giới nào đó mình không biết. Và trong kinh gọi là cảnh ái luyến về cảnh vô sắc, ái luyến cảnh sắc. Rồi có ngã mạn, có phóng dật, có vô minh. Thì năm cái đó gọi là năm cái thượng phần, còn năm cái trên là năm cái hạ phần. Hạ phần là gì? Là thô thấp. Như là tham, như là sân, như là thân kiến, như là hoài nghi. Mấy cái đó nó lộ ra bên ngoài, cho nên nó thấp kẹt. Nhưng mà cái đó ai mà trừ được ta thấy. Nhưng mà có năm cái nữa gọi là thượng phần là gì? Nó vi tế lắm. Nó vi tế lắm. Trong đó gồm có sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật, vô minh. Ngã mạn là gì? Là tự cao. Mạng nó cũng nhiều loại lắm. Ví dụ như là mình bằng người ta nhưng mình cho mình hơn người ta. Rồi mình thua người ta thì mình cho mình bằng người ta. Rồi người ta hơn mình thì lại cho người ta thua mình. Đó, mấy kiểu đó là nó mấy kiểu mạng chứ không phải một thứ đâu. Thí dụ như mình bằng người ta hay là mình giỏi mà mình tự cao thì thôi cũng được đi. Mặc dù là không tốt đó, nhưng mà thôi thì đại khái cũng chấp nhận. Dở hơn mà cứ tưởng mình hay hơn. Cho nên dở hơn mà cứ nghĩ mình hay hơn là một loại mạng. Người ta bằng mình mà cứ nghĩ là mình, người ta thua mình là một loại mạng. Mà người ta hơn mình là kéo người ta xuống để cho ta nói đâu có hơn gì tôi đâu. Cỡ tôi thôi. Thì cái đó gọi là, đó là tất cả những cái hình thức đó đều là mạng hết. Cho nên Đức Phật nói, bước tới như lửa hừng thiêu đốt, thiêu kiết sử lớn nhỏ. Chữ kiết là kết lại. Thí dụ như là mình hay tụng giải kết, giải kết, giải oan kết. Những cái oan trái mình nên mở đi, không nên kết. Nghiệp chướng bao đời đều giải hết.
Mà ngược lại chứ chữ kết là gì? Chữ giải. Cho nên người tu là giải thoát, chứ không có hệ phược, không có trói cột. Người tu là giải thoát, là mở ra. Hồi đó mình chưa tu, mình không biết, cho nên cái gì mình cũng chấp, cái gì mình cũng phiền hết. Bây giờ biết tu rồi, giảm đi, giải thoát bớt đi. Mà quý vị để ý, càng chấp là càng khổ. Bớt chấp là bớt khổ, hết chấp là hết khổ. Chữ chấp là gì? Là dính mắc vào đó, không buông được. Có nhiều khi người nhỏ người ta cũng có cái nóng nảy, lỡ nó lỡ lời thì thôi, nó biết xin lỗi rồi, mình lấy người lớn, mình lấy cái lượng của người lớn bao dung. Cho nên gọi là lượng cả bao dung mà. Mà trong kinh đó, các tổ hay ca ngợi Đức Phật đó, là cái từ bi của Phật đó, bao trùm cả thế gian. Phật ở thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Câu thứ 32: vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Ở trong này, trường hợp này là có một cái trường hợp đó, cái câu này là: tỳ kheo nào thường ưa không buông lung, hoặc sợ thấy sự buông lung, ta biết họ là người gần tới niết bàn, nhất định không bị sa đọa dễ dàng như trước. Chữ niết bàn là gì? Niết bàn là tiếng Phạn, và cái nghĩa của nó là khi nào trong tâm thức của chúng ta vắng lặng mọi sự tiêu cực, khổ đau, phiền não, đó là niết bàn. Như vậy thì niết bàn là trạng thái của tâm, chứ không phải là nơi chốn để đợi chết mà tới. Nếu bây giờ mình sống mà mình không có được cái tâm của niết bàn thì mãi mãi mình khổ đau. Vậy thì tu cực khổ quá, tu theo Phật mấy chục năm để đợi già mới đến, chết mới tới niết bàn sao? Đâu vừa. Thí dụ như ngay giờ phút này đây, quý vị không hề bị ai phiền não gì hết đó, đó niết bàn đó. Nhưng mà có thể 5 phút nữa hết thời giảng này, bước ra mất đôi dép là mất niết bàn à. Trạng thái bình an nó không còn nữa. Cho niết bàn là gì? The absence of negatives. Khi nào tâm mình không còn những cái trạng thái phiền não đó là niết bàn. Cho nên đó, người tu sợ thấy cảnh phóng dật, gần người phóng dật. Thí dụ mình tu đó, mà mình gần một nhóm người làm biến coi, thế nào cũng làm biến theo. Mà lỡ mà mình có siêng hơn là bị người ta ghét, là bị người ta ganh tị, bị người ta ghét, thì thế nào rồi thôi, sống đâu theo đó. Ta ngủ mình ngủ theo, chứ bị người ta nói thì riết, từ từ mình bị lôi cuốn. Cho nên bị cột, bị kết, bị sai sử, bị lôi kéo. Cho nên tỳ kheo, một người nào mà không còn cái tâm phóng dật là vui thích không phóng dật. Tỳ kheo sợ phóng dật, sợ lắm. Sợ nhất là cái sự gọi là lười biếng, sống bằng cái tâm buông lung của mình. Không thể bị thối đọa, đừng có để cho nó thối đọa. Chữ thối là gì? Là lui. Chữ thối là lui. Có nhiều khi mình tu mà tu không tiến mà lui không à. Hồi xưa ăn chay tháng 10 ngày, tu sao còn giảm còn có 2 à. Mà có nhiều người tịch luôn, không còn chay nữa là mình biết mình lui rồi đó. Cho nên Pháp Hòa thường hay ví dụ á, Phật dạy trong kinh á, thí dụ như lỡ hôm nào mình tu chập cái mình thấy mình hơi lười biếng đó nha, mình hơi bị đọa, thối đọa đó, thì phải làm gì biết không? Cũng giống như người chèo ghe đó, chống cái cây sào xuống, giữ chiếc ghe ngay đó, chứ đừng có bỏ nó buông trôi, nước nó tạt tấp lát trôi về chỗ cũ. Nghĩa là sao? Thí dụ như bây giờ mình ăn chay một tháng được 2 ngày, mà giờ không tăng được nữa thì ráng giữ 2 ngày. Chứ còn mà tu không còn 2 ngày mà riết sao còn không còn ngày nào nữa. Cái bắt đầu tu qua hạnh gì biết không? Hạnh tùy duyên, kệ có gì ăn nấy. Tu hạnh tùy duyên á, có gì ăn nấy, rồi còn thêm gì nữa biết không? Không nguyện không giá gì hết á. Nhưng mà mình không nguyện thì mình không làm. Ở đời nó vậy. Quý vị thấy không? Vợ chồng sống với nhau cũng phải nguyện. Nguyện sống thì mới cố gắng giữ cái hạnh phúc. Khi có vợ chồng nữa, nó thôi kệ mình vợ nhau, ở được tới đâu ở. Cái này là common law.
Còn nếu mà thật sự chấp nhận nhau là vợ chồng, phải có một cái lễ, không cần linh đình, mà cái lễ đó ít nhất là chính thức tuyên thệ là bây giờ sống một cuộc sống chồng vợ. Một bác sĩ ra trường cũng phải có lễ phát nguyện. Một nha sĩ, một y, nói chung tất cả chúng ta khi thành tựu cái gì phải có cái lời phát nguyện. Vì sao? Vì cái nguyện đó nó mới dẫn mình đi xa hơn. Cho nên câu thứ 32 cũng là câu cuối của cái phẩm không buông lung này: tỳ kheo nào thường ưa không buông lung, hoặc sợ thấy sự buông lung. Chẳng những mình không mà mình còn sợ thấy nữa, tại vì mình hay bị dễ nhiễm. Ta biết là họ là người gần tới Niết Bàn. Cho nên đại chúng nhớ là Niết Bàn là khi nào cái tâm mình có được sự bình an. Chữ nơ tiếng Phạn là nirvana, mà chữ nơ là no, chữ vana là negatives. Khi nào mình không còn một cái sự tha, thí dụ như là không tham là Niết Bàn, không sân là Niết Bàn, không si là Niết Bàn, không nghi là Niết Bàn. Tất cả những cái mà khổ đau phiền não chúng ta không có thì chúng ta có Niết Bàn. Mà Niết Bàn ở trong từng giây từng phút, cho nên chữ Niết Bàn được dịch là diệt độ. Niết Bàn được gọi là tịch tỉnh, là vắng lặng. Niết Bàn rất nhiều từ ngữ để diễn đạt. Ví dụ như là mình ngồi cái vị hòa thượng đó mất đi, mình cũng nói hòa thượng đó nhập Niết Bàn, Đức Phật nhập Niết Bàn, hòa thượng đã viên tịch. Thay vì nói hòa thượng chết, không nói, nói hòa thượng viên tịch. Vì chữ tịch là vắng lặng, chữ viên là viên mãn, tròn đầy. Mình còn sống đây mình cũng tịch, tịch là vắng lặng đó, nhưng mà không nhiều, chút thôi. Còn động mà, còn khi nào mình nằm trơ đó, không còn gì là đó, là vắng lặng hoàn toàn rồi đó. Cho nên á, Đức Phật á, khi mà Ngài nhập Niết Bàn á, Ngài nhập Niết Bàn xong rồi các vị nằm im đó, các thầy tới, Đức Phật hỏi các thầy còn muốn hỏi gì nữa không? Hỏi 5-3 lần như vậy, cuối cùng không còn ai hỏi gì nữa hết, thì Đức Phật bắt đầu nằm trong cái trạng thái tĩnh lặng hoàn toàn. Phật đi vào Niết Bàn. Mà trước khi đi vào Niết Bàn tịch tỉnh đó, Đức Phật hỏi các thầy, các đệ tử, các thầy còn có điều gì thắc mắc nữa muốn hỏi không? Mà rồi cái có thầy hỏi chuyện này, có thầy hỏi chuyện kia. Mà người nào mà có tịch tỉnh Niết Bàn rồi đó, cái trạng thái của người đó sống tự tại, nhẹ nhàng lắm, không có bị ràng buộc. Mà người đó sống ngay cái giây phút họ sống đây có được sự giải thoát, không có thấy họ dính mắc cố chấp phiền não. Cho nên thưa đại chúng, cái phẩm này gồm cả mười mấy câu nói về cái sự không buông lung, từ câu 21 tới câu 32, tức là gồm có 11 câu. Mà nói tới nói lui cũng chỉ hai chữ: buông lung và tinh cần. Mà tất cả chúng ta không phải luận là người, thí dụ người tu mà buông lung thì tu không thành tựu, tinh cần thì tu được thành tựu. Ngược lại ngoài đời cũng vậy, một người học sinh mà đi học mà cứ dễ vui trốn học, không làm bài, không có chú tâm vào sự học, thì cái sự học đó cũng sao, cũng không thành tựu. Mà nếu siêng năng cần mẫn thì thành tựu. Một người đi làm ăn mà không có chịu đầu tư thời gian quan tâm công việc làm ăn đó, mà cứ thả trôi, thì công việc làm ăn cũng không thành tựu. Mình có một mái gia đình mà chúng ta không có biết tinh cần bảo hộ, chúng ta thả trôi cái mái gia đình đó, thì cái gia đình đó cũng sẽ làm sao? Cũng sẽ không có hạnh phúc. Ví dụ mình có con mà không có dạy, cứ thả trôi nó, đó là một hình thức tập buông lung đó. Rồi nó muốn nói gì nó muốn ăn gì nó ăn. Thành thử lớn lên đó, nó ăn nói không chừng cái mình la nó: sao mày nói ăn nói không chừng mực? Bị nó từ nhỏ tới lớn nó có biết chừng mực là cái gì? Vì ngay từ đầu là mình không dạy nó cái chừng mực. Cho nên ví dụ nhỏ nó có nói những cái câu gì không đúng mình phải chỉnh: con không được nói như vậy. Đừng nghĩ rằng nó là con nít, nó là con nít thì phải dạy ngay từ đầu. Cái tâm mình cũng vậy thôi à, mới vô tu là mình phải chỉnh ngay từ đầu.
Cho nên một vị nào mà xuất gia đó, dù là 50 tuổi đời mà vô chùa mà không chịu học lại từ cái căn bản đó, mà cứ nghĩ là tôi lớn tuổi rồi, tôi dư biết mấy cái này, không bao giờ thành tựu được. Tại vì cái mình hành xử là mình hành xử theo thói đời, còn cái mình đang học đây là học cái gì? Học của một người tu. Cho nên những vị hòa thượng khó, các vị nào mà lớn tuổi lên xin tu, các hòa thượng nói trước ạ. Ông bây giờ 50-60 tuổi rồi, ông nghĩ rằng ông có kham chịu được một cái bài học của một chú tiểu không? Nếu ông kham chịu được bài học của một chú tiểu thì ông hãy tu. Còn ông nghĩ rằng ông không kham chịu được, ông không chịu được sự chấp nhận la rầy, là cái chấp tay không ngay cũng bị la, cái lại Phật không nghiêm túc cũng bị la, đi đứng vụt chạc cũng bị la, ăn uống thô tháo cũng bị la, thì ông chấp nhận được thì ông sẽ trở thành một người tu đúng nghĩa dù tu muộn. Còn ông nghĩ rằng tôi đã đủ cái đó rồi, ông không chấp nhận được thì ông có vô đi nữa thì hình đồng sa di thôi. Cái hình ảnh, cái hình thức, cái tướng nó đồng với sa di, nhưng mà thực chất nó chưa là cái bản chất của sa di, là của một người tu. Cho nên bất cứ một người nào vô chùa tu, dù ở tuổi tác nào không biết, người đó phải trải qua 5 năm làm một người sa di. Và trước khi trở vô làm sa di phải là cái người thực tập ít nhất là 6 tháng cho tới 1 năm. 6 tháng ở chùa hoặc 1 năm ở chùa để làm gì? Để kinh nghiệm đời sống người tu. Nhận chấp nhận được thì tiếp tục xin xuất gia, còn không được, dạ con thấy con không hợp. Có thể con không hợp với hoàn cảnh ở đây, có thể không, con không hợp với pháp môn này, con không hợp với chúng ở đây, hoặc là con không hợp với đời sống người tu. Vì hồi đầu con đứng ngoài con tưởng dễ, con tưởng dễ ăn, nhưng mà vô đây ăn dễ mà. Nhưng mà không dễ như vậy. Cho nên quý vị mới thấy là nhiều khi một cái đơn giản thôi, mình thắng được cái thức khuya dậy sớm, cái chịu cực chịu khổ thôi đã là một việc rồi. Rồi mình còn thắng được á, mình công xương ra mình làm, nhưng mà chưa chắc là mình được những lời. Tại sao? Thật không phải là người ta cố tình, nhưng mà trong cuộc sống cái gì nó cũng có thể xảy ra, mà mình chấp nhận được thì mình vượt được, như một cái đám lửa nó thiêu rụi tất cả mọi cái phiền não. Cái gì nó cũng là cái để chúng ta phải tiếp xúc hết. Mà nếu chúng ta có được lửa của thiền định, lửa của trí tuệ, thì có thể thiêu đốt tất cả mọi phiền não nó đến với mình. Và đó là cái hình ảnh thầy tỳ kheo. Cho nên Đức Phật có dạy trong kinh đó, bản chất của gió, nước, lửa đều có, nếu mà chúng ta biết, chúng ta vẫn nhìn nó thành cái phương pháp tu tập đó. Ví dụ như nói về nước, nước nào mà cái gì dơ nước rửa cũng sạch. Cũng như thế, tâm mình nhiễm ô cỡ nào không cần biết, mà nếu chúng ta có nước của siêng năng, của sám hối, của từ bi, thì sẽ rửa được hết tất cả mọi cấu bẩn của chúng ta. Mà nếu chúng ta có được sự thiền định trí tuệ, nó rực sáng thì nó thiêu đốt tất cả mọi phiền não. Đó là hai cái câu kinh Pháp Cú thứ 31 và 32 trong phẩm Buông Luân. Và hôm nay chúng ta cũng học xong phẩm Không Buông Luân rồi. Tuần sau mình bắt đầu qua học cái phẩm mới trong kinh Pháp Cú là phẩm Tâm. Vị nào muốn có quyển kinh Pháp Cú đó bằng tiếng Việt và tiếng Anh đó, quý vị có thể liên lạc với chùa thỉnh một quyển đem về để mình nghiền ngẫm. Vì cái bản kinh Pháp Cú này là những cái lời Phật dạy được gom lại để in thành một tập gọi là kinh Pháp Cú. Chữ cú là câu, những câu pháp, mà pháp nghĩa là gì? Là chân thật, là đạo lý, là con đường. Đây là những câu nói về lẽ thật, nói về chân lý. Chúng ta chỉ 423 câu, mà nếu mà người nào mà thuộc được phân nửa thôi là người đó dư có niết bàn. Thuộc được phân nửa đó. Mà các Phật tử mà nếu mà chúng ta giỏi đó, chúng ta nên lựa những câu nào mà tâm đắc, học thuộc lòng. Rồi mỗi khi cái chuyện gì nó đến đó, thì cái câu nó xuất hiện ra, nó là ngọn, nó là lửa, nó thiêu đốt cái thứ kia. Ví dụ như mà mình đang giận tức ai phải không? Trong kinh Pháp Cú có một câu sẽ giúp cho mình. Nó đánh tôi, mắng tôi, nó chửi tôi, hại tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không lưu không nguôi. Nó mắng tôi, chửi tôi, nó hại tôi, giết tôi gì đó, không nuôi hiềm hận ấy,
hận thù sẽ tự lui. Rồi mình học thuộc mấy câu đó. Như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào. Cũng vậy, tâm khéo tu, não phiền không thể hại. Như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt vào. Cũng vậy, tâm không tu, não phiền sẽ làm khổ mình. Đó là những câu kinh trong kinh Pháp Cú. Quý vị nên thỉnh một quyển về, rồi có tiếng Anh, có tiếng Việt đầy đủ trong cái quyển đó. Mình nên có một quyển, thứ nhất là mình học thuộc, mình nghiên cứu. Thứ hai là mình đang trong thời gian học kinh này, có để mình đọc thêm cũng vui. Thì chúc đại chúng có một cuối tuần an lạc. A Di Đà Phật. Thường thường mình có một cái tật, có bệnh thì vái tứ phương, không bệnh đồng hương chẳng tốn. Đi chùa cầu nguyện, tu tập đồ đó khi nào có nạn thôi. Còn bình thường mà không có chuyện gì là không thấy mặt. Cho nên các vị ngày xưa mới hay ghẹo mình, gặp chuyện đáo đầu mới chịu tu, phải không? Gặp việc đáo đầu mới chịu tu, Phật tiên hiền thánh réo lu bù, vái vang khẩn nguyện kêu in ỏi, trong lúc bình thường thấy lặng ru. Đúng quá rồi chứ gì nữa. Niệm Phật một hồi thôi bỏ luống, niệm chút thôi bỏ phê đó. Tụng kinh đôi chút lại chơn luôn. Tụng kinh mà cứ dở ra coi còn mấy trang hoài. Sao kinh gì dài quá, kinh gì lâu quá. Tụng kinh đôi chút lại chơn luôn. Tu như điển chớp xương đầu cỏ. Cái sự tu mình nó giống như là một cái lằn điện nó xẹt ngang cái vậy đó. Cái sự tu của mình nó giống như những cái xương mà nó nằm ở trên đầu ngọn cỏ vậy đó. Nắng lên rồi là nó tan mất. Tu như điển chớp xương đầu cỏ. Vậy mà đụng tới mình thì sao? Giỏi nói hô hào biết lối tu. Tôi là đi chùa mấy chục năm rồi đó. Tôi quy y họ 10 tuổi á. Năm nay tôi 70 tuổi, tôi tu được mấy chục năm vậy đó. Nhưng mà mình có cái nhãn không à? Có cái nhãn hiệu, có cái label vậy thôi, chứ không có cái quality nữa. Cho nên Phật tử á, mà mình muốn có được cái chất liệu, cái chất Phật á, để làm chi? Không phải để mình lòe ai hết á, mà để cho mình sống có hạnh phúc. Người có Phật chất, có cái chất liệu của Phật á, sống an lạc, sống thảnh thơi. Sống mình vẫn ăn, vẫn nói, vẫn tiếp xúc hằng ngày không có gì thay đổi hết. Nhưng mà cái cách của chúng ta nó làm cho mình an vui, hạnh phúc. Và nó làm cho những người đối tượng của mình khi mình tiếp xúc đó, người ta nhẹ nhàng lắm. Người ta không có khó chịu, người ta không có phiền não. Có nhiều khi người ta thấy mình, người ta nói: trời ơi, cái anh đi chùa 20 năm á hả? Cái bà đó ở chùa 40 năm á hả? Tôi nhìn bà giống như chưa đi chùa ngày nào vậy. Thí dụ vậy. Tại sao? Vì chúng ta dễ vui, tức là chúng ta chểnh mãn, buông thả, chúng ta không có quan tâm. Ví dụ như á, nếu mà ở chùa này trong suốt 30 năm qua không có chịu khó mỗi tuần mà giảng kinh nói pháp, bỏ ngỏ để cho Phật tử, các tín đồ Phật tử mình muốn đi chùa lúc nào đi, muốn gì muốn. Cho nên ở đây có pháp thoại mỗi tuần, nhưng mà cái lượng người mà đi nghe đó nó không tới 10 ngón tay. Nhưng mà nếu mà quý thầy mà bỏ ngỏ chuyện đó nữa thì mình lại càng không có biết gì nữa. Cho nên á, sở dĩ mà là những cái tạp nó chen vào, những cái mê tín,
những cái không phải là Phật pháp nó xen vào trong chùa, là tại vì các vị xuất gia không có siêng năng giảng dạy, còn Phật tử thì không chịu khó học, chỉ biết mình là đạo Phật vậy thôi mà hoàn toàn không biết một chút gì về Phật hết. Cái đó là một cái lỗ lã, cái thiếu sót của mình. Tại mình không biết thì mình làm không trúng. Cũng giống như lái xe, biết lái mà không bao giờ biết luật, dễ ăn tức kịch lắm, dễ tạo ra tai nạn lắm. Tại vì mình chỉ biết lái xe mà không biết luật lái xe. Cũng giống như mình nấu ăn, biết nấu mà không có biết gọi là tính toán thì cũng được, không sao. Nhưng mà có bữa thì nấu quá nhiều, có bữa thì nấu quá thiếu, có bữa thì nấu quá mặn, có bữa thì quá ngọt. Ngày nào cũng nấu ăn mà không ngày nào ra một cái món. Nhiều khi cái món đó mình nấu mấy chục lần nhưng mà không lần nào giống lần nào hết. Vì chúng ta không quan tâm cái số lượng và những cái gia vị chúng ta nêm vào. Hôm nay mình nấu bao nhiêu lượng đó, mình nêm nếm nó ra làm sao. Và thậm chí khi chúng ta nấu, chúng ta không có sự sắp xếp thì nấu xong rồi bữa ăn, ăn xong rồi rửa chén hết giờ chuẩn bị nấu tiếp, là vì chúng ta không có sự sắp xếp. Vậy thì tu tập là gì? Mình tu tập là để chúng ta sắp xếp lại, ngăn nắp lại bản thân chúng ta. Chúng ta sắp xếp lại đời sống của chúng ta, để làm sao cái đời sống mình nó có ngăn nắp, nó có trật tự. Thì chính cái ngăn nắp trật tự đó, nó làm được cái mẫu mực, chúng ta thường gọi là mô phạm, cái hình ảnh, cái biểu tượng để cho người khác nhìn vào. Con tôm mà nó đi cong thì không bao giờ nó biểu con nó đi thẳng được hết, tại vì chính bản thân nó cũng cong mà. Cho nên con tôm mẹ mà bảo con tôm con phải đi thẳng, chuyện đó không thể được. Tôm mẹ bảo tôm con phải đi thẳng, đừng đi co quắp thế gian cười, đừng có đi cong cong người đời họ cười. Con tôm con nó nghe nó chỉ cười thôi. Nó nói con rằng lại mẹ, con theo mẹ. Mẹ thử đi đi, thử thử coi. Đó, mẹ đi cho con coi đi. Mẹ đi cũng không quẹo mà mẹ kêu con đi thẳng là đi làm sao. Nhưng nhiều khi trong đời sống chúng ta dạy con, mình nhắc nó, đừng nói dốc nghe con, đừng có nói láo nghe con. Mà chính mình đời sống hàng ngày mình làm mấy cái chuyện đó rỉ rả trong cuộc sống mà chúng ta không biết. Nhiều khi mình cái tâm tham sân si của mình nó nổi lên trong đời sống mà chúng ta không hay, thì mình sống với cái đó, mình coi nó như hơi thở của mình vậy, nó như cái chuyện bình thường vậy. Thì mai mốt con cháu của mình nó sống y vậy, rồi mình buồn phiền, mình bực tức, mình nói tại sao nó như vậy. Cho nên cái nhân đó trước thì cái quả nó vậy. Và nói như vậy để chúng ta đi tới câu kinh, câu kinh Pháp Cú thứ 26 trong phẩm Không Buông Lung. Có một lần Phật ở thành Xá Vệ, thì có một nhóm người họ sống theo một cái tập tục của họ, đó là mỗi năm họ có một tuần lễ sống buông thả. Nghĩa là muốn ăn gì ăn, muốn nói gì nói, muốn chửi ai chửi, ăn mặc không cần, nói chung là một cái tuần lễ sống thả gian. Thì các vị cư sĩ thấy các thầy mỗi ngày phải đi khất thực ngoài đường, mà nếu mà gặp một cái nhóm người mà như vậy thì sẽ rất là phiền. Cho nên các vị cư sĩ mới đến gặp Phật, nói xin Đức Phật cho các thầy ở nhà một tuần lễ không đi khất thực, rồi các vị sẽ ở nhà nấu thức ăn mang lên. Tại vì ngày xưa thời Phật là các thầy phải ôm bát đi xin ăn ngoài đường mỗi ngày đi khất thực. Mình nói cái chữ xin ăn nghe nó
nó thấp vậy đó, nhưng mà thật sự nghĩa của nó là vậy, chữ khất thực mà. Nhưng mà cái xưng ăn này không phải là tại vì mình đói khát nghèo khổ, mà nó có hai ý. Một là để cho các thầy tập cái hạnh sống không có thu gom, đời sống đơn giản, chỉ cần mỗi ngày một bữa ăn. Mà đi xin để làm gì? Để hạ cái ngã của mình. Mình là thái tử, mình là giàu có gì không biết, mà vô tu theo đạo Đức Phật rồi là phải làm một cái người ăn xin, đi khất thực mỗi ngày, để dẹp đi cái ngã của mình, và đồng thời để tạo cái duyên cho mình với chúng sanh. Cái ý nghĩa khất thực nó hay lắm. Và các vị cư sĩ biết rằng mỗi sáng Phật và Chư Tăng đều đi khất thực như vậy. Nhưng mà ngày hôm đó thì thời gian một tuần đó các vị lên xin, nói tuần tới này hỗn tạp ở ngoài đường lắm, xin Phật và Chư Tăng đừng đi khất thực, chúng con ở nhà sẽ nấu mang lên. Thì sau khi một tuần lễ rồi, các vị lên thăm Phật. Phật có hỏi sao một tuần lễ ở ngoài quý vị sống có yên ổn không? Thì các vị nói dạ bạch Đức Thế Tôn, một tuần lễ này tụi con muốn chết luôn. Tại vì họ mở, họ hát, họ chửi, họ ui tùm lum hết, và tụi con bị abuse cái lỗ tai, bị tra tấn lỗ tai, tại vì phải nghe những cái lời khó nghe, phải thấy những điều không muốn thấy. Có bao giờ mình sống như vậy không? Mình lọt vô một cái môi trường mà mình phải nghe, phải thấy toàn là những cái chuyện mình không muốn nghe, muốn thấy. Và thưa đại chúng, nghe thấy mà ở đó một hồi thì sao? Nó nhập tâm, nó ô nhiễm. Cho nên Phật có nói câu kinh thứ 26 nè: người ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật. Người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. Ở đây Phật đưa ra hai hình ảnh của người trí và người không có trí. Người không có trí là ngu. Chữ ngu này không có nghĩa là như theo cái tiếng Việt của mình hiểu là ngu đần độn, ngu si, không phải. Chữ ngu trong cái tiếng Hán nó đơn giản là không hiểu biết. Không hiểu biết, không có biết được lẽ thật gọi là ngu. Người hiểu được lẽ thật gọi là trí. Ví dụ như cái câu chuyện Khổng Tử với lại Nhan Hồi, cái thời mà chiến tranh loạn lạc đó, ngài Khổng Tử dẫn đồ đệ đi qua các làng khác, thì trong đó có một người đệ tử rất là giỏi của ngài Khổng Tử, đó là ông Nhan Hồi. Thì một hôm tới một cái làng đó, người ta cho được một cái lon gạo về nấu, thì các đệ tử khác chia nhau đi làm việc. Ngài Khổng Tử ngồi đọc sách ở phòng trên, Nhan Hồi ở dưới bếp nấu cơm. Thì trong khi mà dở nắp cơm rồi lấy cái đũa mà xới cơm đó, thì vô tình cơm nó rớt xuống đất. Nhưng mà khi cơm nó rớt xuống đất thì ngài Khổng Tử không có thấy. Ông Nhan Hồi ổng lượm cơm lên, ổng mới nghĩ rằng trong cái thời buổi mà đói khổ như thế này, mình không có nên phí. Bây giờ nếu để cái miếng cơm dơ này vào lại trong nồi cơm thì nồi cơm nó dơ đi, mà vứt thùng rác thì uổng quá đi. Thôi thì mình phủi bụi rồi mình ăn cái miếng cơm này vậy. Trong khi phủi bụi, lượm lên phủi bụi, ngài Khổng Tử không thấy. Nhưng mà ông ngó xuống, từ cái phòng ông ngó xuống thì ông thấy Nhan Hồi cầm cơm để miệng ăn. Cuộc đời này có nhiều lúc vậy không? Mình làm cái việc tốt họ không thấy. Cái vô tình mình làm gì đó cái bị hiểu lầm. Ngài Khổng Tử thấy đệ tử mình bỏ cơm vô miệng. Nghĩa là gì? Nghĩa là vô lễ. Dám ăn trước thầy, dám ăn trước huynh đệ. Cho nên rồi ngài Khổng Tử để trong lòng cái nỗi buồn đó.
đến trưa lại, tới giờ ăn cơm. Thì trong lòng ngài Khổng Tử trách người đệ tử rồi đó. Cho nên khi mà đến giờ ăn cơm trưa đó, dọn cơm ra, các vị mới định mời Nhan Hồi. Nhan Hồi bắt đầu mới trình bày, nói hồi sáng này trong lúc xới cơm con sơ ý làm rớt một ít cơm ra ngoài, nhưng mà nếu để lại vào trong nồi thì nó sẽ dơ cơm, cả nồi cơm. Đem bỏ thì cái thời nghèo khổ này phí quá. Con đã xin phép thầy và các huynh đệ, con ăn miếng cơm dơ đó. Nghe xong, Khổng Tử vỗ đầu. Xém một chút nữa, Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ. Hồ đồ là sao? Không biết rõ vấn đề mà vội trách, không biết lẽ thật mà lên án người khác, đó là hồ đồ. Cho nên nếu mà chúng ta sống như vậy đó, người xưa gọi là ngu. Chữ ngu nó đơn giản là không hiểu biết, không thấy rõ vấn đề, không biết được cái nguồn cội cho tận tường. Chưa gì đã vội lên án, chưa gì đã vội kết luận, chưa gì đã vội chửi bới người ta, và thậm chí có lỗi mà không nhận. Tất cả những cái hình thức đó, biết sai mà không sửa, biết cái đó tốt mà không học, mà cứ cố chấp vào cái hiểu của mình, tất cả những cái kiểu cách đó đều được gọi là ngu cả. Tiếng Anh dịch là foolish. Đừng dịch chữ stupid ha. Người dại thôi, người không thấy lẽ thật. Cho nên người ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật. Cái người mà thiếu trí là người gì? Người không có nhận thức. Thưa đại chúng, Pháp Hòa thường nói, đây là mình lặp lại lời người xưa thôi. Có nhiều khi trong cuộc sống chúng ta, trí thức thì có thừa, mà ý thức thì không có. Mình dư cái học, mà cái ý thức sống kém quá. Mình phải ý thức mình đang ở đâu, làm gì, để người ta không có nhìn mình bằng một cặp mắt phán xét, nhìn mình một cặp mắt không biết mình ở đâu tới. Ở đây lâu văn minh quá mà sao không có hiểu gì hết. Cho nên đây người Mỹ có những cái văn hóa chúng ta cũng phải học. Ví dụ như văn hóa xếp hàng, họ rất là trật tự. Mua một cọng hành, cọng tỏi mà chưa tới phiên đứng cũng phải đứng xếp hàng. Còn chúng ta có cái bệnh xen vô. Tôi có một củ tỏi à, cho tôi trả trước được không? Thật ra mấy cái đó nói thì không phải là mình chê trách, nhưng người Mỹ họ nhìn mình. Quý vị chưa thấy đi phi trường, có nhiều lúc máy bay vừa đáp xuống mà theo luật là không được đứng dậy, phải đến khi nào chiếc máy bay nó thật sự nó ngưng hẳn và cái đèn cái dây cài nó tắt đi thì chúng ta mới được cởi cái dây bao đó ra và đứng dậy lấy. Nhưng mà có nhiều lúc vừa xuống thôi là nhốn nháo đứng dậy mở rồi nhìn lại toàn người mình không. Trời ơi, mấy người Mỹ họ nhìn mình. Tới hồi vô cũng vậy, đi vô xếp hàng trình passport cũng vậy, không có đi thứ lắm, cứ chen. Có nhiều người Mỹ họ lách qua bên nhưng mà họ nhìn mình kỳ lắm. Thế đó là ý thức thôi. Cái đó đâu cần phải học cao hiểu rộng mới làm được chuyện đó. Cho nên nhiều khi cái người mà người ta dốt đặt, ta không biết chữ gì đó, nhưng mà ta sống không ai chê được. Tại vì cái ý thức sống ta rất cao. Cái sự hiểu về cuộc sống nó quan trọng đó. Hồi nãy thầy Đức Tạng có nhắc cái đó đó. Mình học trong sách vở không bằng mình học ngoài đường.
học ngoài đường, học học đem phải học cái dở nha, nhưng mà chúng ta thấy được cái đời sống. Cho nên người ở đây Đức Phật đưa ra cái hình ảnh giữa người trí và người ngu. Ở trong cái bài sám tống tán á, nó có câu này nè: dầu cho kẻ trí người ngu, kẻ khôn người dại, hình thù nhỏ to. Tức là cuộc đời này dù có những người trí hay người ngu, kẻ khôn người dại, và có kẻ to lớn cao người, có những người thấp bé, dù cho kẻ trí người ngu, kẻ khôn người dại, hình thù nhỏ to, nhưng mà chết rồi cũng tán một gò của trần để lại, chẳng cho đem về. Người trí, người ngu, người khôn, người dại, người cao to, mập khỏe, người ốm nhôm, ốm nhách, lùn tịt, cỡ nào rồi cũng same thing, cũng chỗ đó thôi. Dù cho kẻ trí, người ngu, kẻ khôn, người dại, hình thù nhỏ to, chết rồi cũng tán một gò, gò tức là lỗ đó đó, của trần để lại, chẳng cho đem về. Có gì mà phải đam mê đeo theo vật chất, nghiệp nghề làm chi? Đời sống của mình là tập nghiệp không à? Tập là gì? Mình làm riết nó thành thói quen. Thường thường những con chim mà nó mới mẹ nó mới sanh rồi ấp nó nở đó, rồi những cái ngày đầu nó chưa biết bay phải không? Nhưng mà trước khi nó biết bay nó làm cái gì? Cái cánh nó làm sao? Nó vỗ nhẹ nhẹ, nó vỗ từ từ, đến khi nào nó biết bay nó mới bay. Thì cái khoảng thời gian nó làm vậy nè, đó là tập. Chữ tập là vậy đó. Thí dụ như nói tôi không biết làm, tập đi. Tôi không biết tụng kinh, tập đi. Tôi không biết ăn chay, tập. Tôi không biết hát, tập. Cái gì cũng tập. Tôi không biết chửi, tập. Tập chửi thì cũng tập hết à. Nhưng mà hãy rồi cuối cùng nghiệp mình là gì? Nghiệp mình là nghiệp xấu hay nghiệp tốt? Mình chưa phải là thánh, chớ có tinh tâm. Cái tâm của mình nó dễ nhiễm ô lắm, chưa chứng thánh, chưa dám. Cho nên trong kinh dạy, để tránh trường hợp buông lung, phải làm gì? Một là phải tìm môi trường, hai phải gần bạn tốt, ba trong cái giúp cho mình tu tập đó, đời sống hàng ngày tiêu thụ của mình từ ăn uống ăn mặc đơn giản, có sao sống vậy, đua đòi quá, đòi hỏi quá, đôi khi mình sống quen. Cho nên để cho đời sống của mình nó có cái đơn giản. Thật ra mình không phải là lúc nào mình cũng thụ động. Đơn giản là biết quyển chuyển tùy duyên. Hôm nào đầy đủ đồ ăn nhiều, ăn thoải mái. Bữa nào đơn giản ăn vẫn được, không có gì ngại ngùng hết. Tập sao mà cách nào chúng ta cũng sống được. Người trí không phóng dật như giữ tài sản quý. Thường thường mình nghĩ tài sản của mình là nhà, cửa, tiền của phải không? Nhưng mà thưa, nếu phóng dật một cái thôi, cái gì cũng mất hết. Nếu mình sống buông lung cái thôi, mình buông thả một cái thôi, mất hết. Thôi qua ví dụ, mình đi làm mấy chục năm, mình để dành vàng, bạc, của cải trong nhà. Chỉ có một bữa nọ đi ra đường, quên cái gì? Quên đóng cửa một cái thôi. Chỉ trong vòng có mấy phút mình quên đóng cửa thôi, là tất cả cái gì mình để dành mấy mươi năm nó làm sao? Nó mất hết. Phải vậy không? Cũng như thế. Chỉ cần mà một đời sống một người mà buông luôn một cái thôi, mất sạch. Ở đây nè, cái xã hội chúng ta sống thì chúng ta đọc hoài, nghe hoài gì, có những người tiền của bể ăn không hết. Vậy mà chỉ do một cái thời gian buông lung cờ bạc, cuối cùng không còn gì hết. Phong Hòa đi giảng nhiều mà, nghe biết nhiều lắm. Có những người làm chủ cả bao nhiêu building khách sạn,
Nhưng mà cuối cùng bây giờ rút lại ở một căn nhà mướn, một cái phòng ấp bạc măng mướn. Thật ra đó là gì? Do khi chúng ta có của quá rồi chúng ta sống hơi buông lung. Buông lung là chúng ta không biết giữ gìn. Cái tài sản quý nhất của chúng ta là gì? Giữ mình. Cho nên Đức Phật nói trong 14 cái điều của đời người, trong đó có một câu nè: tài sản quý nhất của người đời là sức khỏe. Món nợ lớn nhất của người đời là tình cảm. Kẻ thù lớn nhất của người đời là con người. Bây giờ quý vị nghĩ coi, có phải sức khỏe là tài sản của mình không? Không có sức khỏe một cái thôi là không làm gì được hết. Mùa thu năm ngoái á, khóa tu ở Tây Thiên á, Pháp Hòa khom xuống để cái microphone nè, đứng dậy cái nó trật cái lần. Mùa năm nay mùa thu bị lại, đúng năm sau bị lại, mấy ngày nay hồi sáng này lại Phật đâu có được. Chỉ cúi xuống vậy thôi chứ bây giờ mà cúi khom một nhẹ một chút, mang vớ mang cũng đau nữa. Khom xuống đánh răng nhổ nước không được. Bây giờ ngồi mà dựa là đau, mà ngồi thẳng thì không sao thầy. Thưa quý vị thấy không? Tại chừng khi nào mình cái sức khỏe mình nó giảm, nó kém rồi, từ đó mình mới biết rằng tài sản quý nhất của mình chính là sức khỏe. Tài sản quý nhất của chúng ta là cái đời sống. Chúng ta để không để tâm ý mình phóng túng buông lung. Tại vì đam mê một cái gì sẽ nghèo khổ về cái đó. Người đam mê cờ bạc sẽ nghèo khổ vì cờ bạc. Người đam mê rượu chè sẽ chết vì rượu chè. Người đam mê những cái xấu dở thì từ từ mình sẽ chết theo cái đó. Câu thứ 27: chớ sống đời phóng dật, chớ mê sai dục lạc, không phóng dật thiền định, đạt được an lạc lớn. Hồi nãy câu trước là giữa người trí và người ngu, còn ở đây là giữa hai cái thực tập là dục lạc và thiền định. Dục lạc là gì? Là mình vui theo cái tham dục của mình. Còn người sống thiền định là gì? Là người biết ngăn chặn lại. Cho nên ở trên này cái câu đầu là nói về cái quan, cái cách tư duy, cái cách mà chúng ta sống. Câu thứ hai này là cách sống. Đấy, dục lạc và thiền định. Chớ sống đời dục lạc. Trước khi Đức Phật mất á, các đệ tử bao vây Phật, bạch Đức Thế Tôn: Đức Thế Tôn có lời dạy gì cuối cùng cho chúng con không? Đức Phật nói có một câu: này các tỳ kheo, hãy chuyên cần, chớ dễ vui phóng dật. Be diligent, do not lazy, don't waste your time. Phật dạy có nhiêu đó thôi. Tại vì sao? Tại vì người mà lười biếng mà để phí thời gian thì coi như là cuộc đời mình không còn gì nữa hết. Mà cái cốt lõi của nó là gì? Chúng ta sống buông thả, không có một cái chừng mực. Ví dụ như con mình nè, nó muốn đi chơi lúc nào nó đi, nó muốn về lúc nào nó về. Bây giờ mình không còn một cái power gì đối với con cái mình nữa hết. Tuy rằng nó chưa đủ 18 tuổi. Khổ không? Khổ lắm lần. Khổ lắm lần. Bây giờ là cái khổ của những gia đình Việt Nam là gì? Con nó không biết mình là ai nữa, nó biết game không? Nó ngồi đâu nó cầm cái iPad đó, nó ngồi đâu nó cầm cái iPad đó. Thậm chí giờ nó ăn, nó cũng ăn với cái iPad luôn. Nói không được, mà la hét thì nó không nghe. Nói nhẹ không được, la cũng không được, kiểu nào cũng xong hết. Rồi quý vị thấy chưa? Đó là gì?
Cho nên dục lạc có hai loại nha. Một á, là tham dục, hai là phiền não dục. Nó kêu là vật dục, phiền não dục. Tức là cái tâm dục của mình á, mình chạy theo sắc, thanh, hương, vị. Mà cái đó gọi là vật dục. Mà nếu mà chúng ta mà không được cái đó thì chúng ta buồn. Hay là nói cách khác là chúng ta tham đắm. Thật ra đời sống của chúng ta có thích hình sắc không? Có thích âm thanh không? Có hết á. Thí dụ như tụng kinh á, ông thầy tụng hay mình cũng thích, ông thầy cũng tụng dở nghe buồn ngủ muốn chết. Đấy, mình nói ví dụ vậy. Nghe pháp là cốt là nghe giáo lý thôi, mà ông thầy cũng giảng buồn ngủ quá mình cũng không thích nghe. Cho nên sắc tướng âm thanh nó đều là cái chuyện bình thường của con người. Có cái điều là chúng ta có thổi vào trong cái sắc tướng âm thanh đó những chánh niệm, những tu tập. Mình thích coi hát, nghe hát. Người Bắc là thích theo kiểu người Bắc, người Nam thích theo kiểu người Nam. Người Nam là thích cải lương, người Bắc thì thích hát chèo, hát quan họ rồi vậy đó. Người Huế thì có những cái tông điệu, cho nên mình đều cần có. Cho nên trong Phật giáo chùa đưa âm nhạc vô để làm chi? Theo cái thích của mình. Nhưng bây giờ không để cho mình nghe những cái câu nó buồn, nó khổ, mà nghe những cái câu gì nó phấn khởi, nó tu tập. Ví dụ như mình tụng kinh đám tang á, mà tụng mà người ta khóc là mình ăn tiền. Cho nên mình tụng mình phải có âm có điệu. Mặc dù bình thường biểu đừng khóc, nhưng mà hãy vô đám tang mà ông thầy tụng không khóc là không có ăn tiền. Tụng tại vì sao? Tại vì mình tụng làm sao mà trong lúc đó cái trái tim của người ta rung động. Người ta thấy được, trời ơi, hồi nào giờ mẹ còn sống, ba còn sống, con không có làm được cái việc đó. Mỗi lần ba mắng, ba chửi con, mẹ mắng, mẹ chửi con là con trả lời lại, con bực bội. Bây giờ con thèm quá, thèm được nghe mẹ mắng. Nhưng hết rồi những ngày tháng yên vui. Bây giờ con mới hiểu rằng có những lúc mẹ giận hờn trách móc, nhưng trong lòng lệ mẹ vẫn thầm rơi. Hòa thượng trưởng lão Thích Chơn Điền, giờ ngài còn sống ở Houston, năm nay gần 100 tuổi. Ngài có 4 câu thơ hay lắm. Mẹ còn đó, con còn tất cả. Mẹ đi rồi, tất cả cùng đi. Than ôi con chẳng còn gì, bơ vơ đến cả khi đi lúc về. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta vẫn có cái dục. Nhưng mà có chánh niệm thì chúng ta biết chuyển cái dục, cái muốn của chúng ta. Cái muốn này bây giờ nó sao? Nó chừng mực, nó thánh thiện. Ví dụ như tôi muốn ăn chay, ăn là muốn là vẫn còn dục thôi. Nhưng mà bây giờ muốn ăn chay, chứ tôi không có muốn ăn những cái món đó nữa. Còn ví dụ như bình thường ăn mặn ha, ăn mấy con đơn giản đi, những gì mà xã hội con người mình đang chấp nhận vậy đó. Đừng có ăn chi tới ốc khỉ, uống máu dê. Mấy cái đó nó chỉ tăng trưởng cái tánh xấu ở nơi mình. Chứ còn con người vẫn còn dục mà. Thế là chữ nào mình còn xài chữ muốn, nghĩa là anh còn dục à. Nhưng mà dục gì? Dục thiện hay dục xấu? Dục thượng hay dục hạ? Muốn tu, muốn niệm Phật, muốn ăn chay, muốn bố thí, đều là dục cả, đều là muốn mà. Nhưng mà mấy cái muốn đó người ta có lợi. Still a desire. Your positive desires, negative desires. Chớ say mê dục lạc, không phóng dật thiền định. Bây giờ ngược lại, đây là cách sống tu. Tu là chuyển thiền định.
Bây giờ quý vị nghĩ nghe chữ thiền định sợ quá. Đơn giản thôi, Pháp Hòa bày đại chúng tu thiền, tu ngay trong đời sống. Thiền có hai loại, một là chỉ, hai là quán. Tu thiền tu hai kiểu nha, một là tu chỉ, hai là tu quán. Tu chỉ là gì? Tôi thích món này, chỉ mày coi chừng tao nghe, cũng chỉ phải không? Chữ chỉ này nghĩa là gì? Chữ chỉ này nghĩa là dừng, cột nó lại, đừng để nó phóng túng. Hồi nãy thầy Huệ Tạng hướng dẫn đại chúng ngồi thiền đó, thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra, đó là tu chỉ đó. Để cái tâm mình đừng đi đâu nữa đó, kéo nó lại. Hồi nào giờ thở mà không biết mình thở, tội nghiệp. Cái phổi nó thở cho mình 70 năm mà chưa bao giờ có một giây phút nào ngồi lại, ô tôi đang thở. Toàn là khi nào sao biết không? Ngộp thở bắt đầu mới la lên. Chứ bình thường nó thở bình thường, không có biết appreciate nó. Những lúc nó thở được sao mình không ngồi thở cho nó hạnh phúc. Nhưng mà đợi ngốc ngốc thở không nổi, cứu cứu tôi với. Cho nên tu chỉ là gì? Kéo cái tâm lại, đừng để nó chạy ra ngoài. Đó là tu chỉ đó. Ví dụ như mình vừa khởi cái tâm tức giận muốn chửi cái người đó, dừng lại đi, đừng nói. Tại trong khi giận là nói, lời nói nó không hay. Mà cái chỗ này đâu phải chỗ mình nói bậy, mà nó ngộ nha. Dù mình có đúng cỡ nào đi nữa mà lời nói của mình nó thô tháo, người ta vẫn coi thường, người ta vẫn không chấp nhận. Dù mình có đúng, mà cái người kia dù có sai mà lời nói họ nó ngọt ngào, nó dễ thương, người ta vẫn chấp nhận. Tại sao? Dù sao đi nữa anh này vẫn còn lý trí điều khiển được lời ăn tiếng nói. Có nhiều khi nói bậy quá người ta nói thôi nín đi, nói bậy mà nói hoài. Tại vì sao? Người ta ở đời người ta có được cái nhận. Chớ sống đời phóng dật, chớ say mê dục lạc, không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn. Cái người mà có an lạc lớn là người sống có chánh niệm. Chữ thiền á nghĩa là khi chúng ta sống, chúng ta biết dừng trước những cái dở và biết suy xét những vấn đề là thiền hết. Trước khi muốn nói gì, dừng lại, nhìn sâu vô lời nói, ngay trong giây phút đó là thiền. Có nhiều khi á, một cái tai nạn trong gia đình nó xảy đến, mà chúng ta tháo quát, chúng ta la, chúng ta dừng đi, ngồi nhìn lại coi vấn đề này nó xảy ra từ đâu. Thì khi chúng ta nhìn lại thì nhà Phật gọi là quán. Quán chiếu sâu sắc coi sự việc nó xảy ra từ cái chỗ nào. Từ đó mọi việc nó được giải quyết, do nhờ chúng ta biết chỉ, biết quán. Thiền đâu có gì lạ đâu, thiền đâu có gì mà làm không được đâu. Mà cái chuyện đó cần làm, mà chúng ta đã làm mà chúng ta không biết, cái đó gọi là thiền. Bữa nay mình học được, mình biết ồ, khi nào tôi dừng lại trước mọi cái sự phản ứng, nhìn lại những sự việc. Nhiều khi thấy cuộc đời vô thường, quán. Quý vị biết tuần lễ này chùa có 7 cái đám tang. Chiều nay 3 giờ còn đám cuối cùng của tuần lễ này. Cho nên mỗi lần mà đi đám tang là có cơ hội quán. Ra phía sau bàn thờ quán, nhìn coi đủ thứ tuổi hết. 20 có, 40 có, 50 có, bệnh tật chết có, đột quỵ có, đủ kiểu chết hết. Cho nên Phật dạy có 5 điều mình không bao giờ biết trước. Một là không biết chừng nào mình bệnh, đúng không? Đâu biết. Hai, không biết sẽ bệnh gì. Ba, chừng nào tôi chết, không biết. Chết vì lý do gì, không biết. Chết ở đâu, không biết. 5 điều không thể biết.
Có nhiều người á, bệnh ung thư mà không chết vì ung thư, lại chết vì tai biến. Có những người bệnh nặng mà không chết vì cái bệnh đó, chết vì bị tai nạn xe cộ. Chết, người đó đang khỏe mạnh, không hề có một cái, chưa có bệnh, một cái bệnh lý nào hết, leo lên trên nóc nhà làm gì đó, rớt té chết. Đủ kiểu hết. Thì hôm nay chúng ta học hai câu kinh 26 và 27. Thì hai câu này, câu đầu là nói về người trí và người dạy. Hai câu sau nói về cách sống. Một là sống theo dục lạc, hai là sống theo thiền định. Người có thiền định vẫn dục, nhưng cái dục này bây giờ nó có chừng mực. Nó biết rằng chúng cái gì cần và cái gì không. Có nhiều khi mình cũng rầy ai đó, nhưng mà chúng ta dừng lại kịp thì cái lời rầy đó, cái lời nói đó, nó nhẹ lại, nó không làm tổn thương người đó. Và thưa đại chúng, một cái lời nói giống như cái đinh nó đóng vô cột vậy đó. Hối hận rồi xin lỗi cũng giống như rút cái đinh ra, nhưng mà cái lỗ nó vẫn còn, cái vết mà chúng ta đóng cái đinh nó vẫn còn. Chúng ta cũng thế, nói một cái lời nói tổn thương, làm đau lòng người thân của mình, xin lỗi, họ vẫn chấp nhận thôi chứ giờ sao giờ. Nhưng mà cái vết thương trong lòng không có hết. Và nếu lâu ngày nó trở, người đó không nói ra được, thì người đó sẽ trở thành ra những khối bệnh ở trong cơ thể của họ. Thì hôm nay nhân ngày lễ Bồ Tát Quán Âm, thì về ý nghĩa của ngày lễ cũng như hình ảnh hạnh nguyện của Đức Quán Âm, quý vị đã nghe rất nhiều rồi. Thì chúng ta chỉ nhắc sơ, và cái chính là chúng ta tiếp tục học Hà Kinh Pháp Cú. Và năm nay, bữa nay chúng ta học câu 26 và 27. Chúc đại chúng có một cuối tuần thật là bình an, đầm ấm.